cho các bạn hôm nay mình sẽ đến với bản hết clip phiên bản 1.5.4 của game là Last Day on Earth. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau khi các bạn download cái file clip này về ở cái phần mô tả của clip này thì các bạn sẽ giải nén nó ra. Các bạn có thể sử dụng là AF file Milan để giải nén. Ok, sau khi các bạn giải nén thì các bạn sẽ có cái thư mục này. Đây. Sau đó thì mình sẽ không sử dụng là add file gan nữa, mình sẽ sử dụng là root apple để thực hiện phần sao chép. Cái phần download root apple nó cũng nằm ở mô tả nha các bạn. Các bạn có thể vào đó rồi các bạn download cái ứng dụng này luôn. Ở đây là cái file mà mình vừa giải nén ra là được cái thư mục này. Bây giờ mình sẽ copy nó vào ở trong root game. Bây giờ các bạn sẽ copy là 6 cái file này. Copy 6 cái file này cho mình nha các bạn. Các bạn là chọn cái này. Sau đó các bạn sẽ tác qua cái tab này. Ok. Mình sẽ tìm vào là thư mục là của ta. Mình sẽ vào tiếp là data. Ở đây là cái thư mục của game. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống. Ok, nói rồi. Kích vào. Bây giờ mình sẽ chọn hết mấy cái này. À không, mình nhầm, xin lỗi các bạn. Mình sẽ là đây. Kích vào đây nha các bạn. Ok, nếu mà các bạn muốn chắc ăn hơn thì các bạn cài đặt quyền của mình cho nó nha các bạn. Mình sẽ vào đây, mình sẽ ở đây là nếu mà các bạn muốn chắc ăn thì các bạn cứ làm như vậy. Ở đây thì mình sẽ tích vào mấy cái ô này. Ok.
chất truyền của nó là 777. Ok, bây giờ mình sẽ vào game. Đây là phiên bản của nó là 1.5.4, các bạn có thể thấy ở dưới góc màn hình. Ok, bây giờ mình sẽ xem là đã hết được chưa. Ok, đã hết được rồi đấy các bạn. Cắt thêm bầu luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ thử mua đồ ở trên ấy. Ok. Như vậy là đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình có thể thoát ra để kiểm tra lại lần nữa. Tại vì có một số bạn là nghĩ rằng là nó sẽ không lưu hay là không có gì, thì mình sẽ cho các bạn thấy. Nếu mà các bạn thấy hay hay là cái gì đó thì các bạn có thể like hoặc subscribe. Điều quan trọng là các bạn chia sẻ để những người khác biết, và mình sẽ có động lực làm những clip tiếp theo. Ok, dữ liệu là hoàn toàn là có lưu nha các bạn. Ok, thôi mình sẽ xin dừng clip ở đây. Tạm biệt các bạn.